Ngày hôm nay, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 đã đem đến rất nhiều những khoảnh khắc ấn tượng và đáng nhớ. Và một lần nữa trong tiểu mục sắc màu thể thao ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng như vậy. Again.